Xin được giao lưu cùng với mọi người một bụi tinh thể thạch anh đã được lên đế. Cái viên này thì nguyên đá của nó nặng là 1,5 kg, cả đế nó lên nó tới hơn 2,5 kg, đế nặng gần 1 kg. Đây là hàng dòng thạch anh trắng pha lê rất đẹp, độ pha lê trụ chính mọi người nhìn thấy. Chiều cao thì khoảng độ hơn 20 cm nếu từ dưới đế lên, soi cho mọi người thấy chiều cao tầm này. Và bề ngang này của đá thì nếu của đá thì nó rơi vào tầm 15 cm. Đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên, không hề gắn ghép. Thạch anh trắng. Có dáng rất đẹp, và đây đặc biệt nó có những cái tinh thể nó bé, nó ăn, nó đi kèm theo đá. Người nhìn kỹ, quay từng chi tiết cho các bác xem. Nhìn chung là viên này thì để trên bàn làm việc thì quá đẹp luôn, không cần phải bàn. Và hiện viên này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 2 triệu đồng. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu siêu phẩm này thì xin mời hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Chất là rất là đẹp đối với một bộ thể anh trắng như thế này. Những hàng này thì không có nhiều ở trong tự nhiên, rất là hiếm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.